đúng là nét như Sony các bác nhé, với dòng vàng này cho ra tiếng chi tiết và nét các bác ạ. Sansui Dia 1 các bác nhé, vàng bài xịn sò, thương hiệu của Nhật các bác nhé. Các bác có thể cảm nhận cái giải bass xuống rất là sâu và chắc, lời và tép ra rất là sáng các bác nhé. Đó. Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Một từ tuyệt vời các bác nhé. Bộ karaoke phải nói là VIP và chất lượng. Với cấu hình này thì hiện tại thì em đang test một đôi loa với một chiếc cục đẩy EVC1000 dòng loa B3 bát 40 các bác nhé, cho anh Cường. Anh Cường ở Cà Mau các bác nhé. Anh cũng đã có ủng hộ Michael Audio trong rất là nhiều năm qua. Hôm nay thì anh tiếp tục ủng hộ thêm với những đôi loa bát 40 cũng như là những cục đẩy 4 kênh của CI 1000 của Electrovoice các bác nhé. Ở đây hiện tại thì cấu hình này em đang ghép với dòng vang Sansui đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé. DA1 bản có giải má, các bác có thể cảm nhận được chất nhạc cũng như là chất mic lên nó quá là tuyệt vời các bác nhé. Tiếng rất là sạch các bác nhé, sạch và mềm mại echo. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận cái độ láy các bác nhé, rất là hay. Ở bên trên cùng đó là bộ mic KM600 các bác nhé, mic không dây, hàng mic mới đến từ thương hiệu AV Pro. Đây em có thể alo mic để các bác cùng cảm nhận với mic khi không có nhạc các bác nhé. Adi 1 2
Em hậu phương, còn anh nơi tuyệt tuyệt. Đó, các bác có thể cảm nhận được với cái chất giọng của em là nó rất là sáng. Đó, tính mic rất là sáng các bác nhé. Dường như là các bác hát nó không bị lấn tạp âm các bác nhé. Cái giọng của các bác sáng và chi tiết ạ. Một cấu hình để cho các bác chơi ngoài trời hoặc chơi trong nhà đều được. Đây em sẽ chuyển sang một ca khúc mạnh nhé, để các bác cùng cảm nhận về cái chất bass đánh ra của cái cấu hình này. Chất tiếng ra nét như Sony đó, các bác hay thường nói như vậy, đó là cái chất tiếng của những cái dòng loa Sony ngày xưa. Chất như thế nào mà các bác đã được sử dụng với những dòng loa Sony có biết, tiếng nét hay đó. Loa B3 bass 40, hiện tại thì với dòng loa này thì bên em còn là 4 cặp các bác nhé, 4 cặp đó, hàng đẹp nhá, nguyên bản các bác nhé. Vâng, cũng cảm ơn anh Cường rất là nhiều, cũng đã ủng hộ đến cửa hàng rất là nhiều các dòng sản phẩm. Các bác nào mà có nhu cầu với những bộ karaoke như vậy hoặc là các cái sản phẩm nhỏ lẻ thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.